Sau nhiều quyết tâm, nỗ lực, tỉnh Long An đang từng bước kiểm soát đẩy lùi dịch bệnh và bước vào giai đoạn khôi phục sản xuất trong niềm phấn khởi của doanh nghiệp và người lao động, ghi nhận tại huyện Bến Lức, một trong các địa phương trọng điểm về phát triển công nghiệp của tỉnh. Công việc ở đây cũng thoải mái, rồi sau khi dịch đó, rồi công ty hoạt động trở lại thì em cũng rất mừng. Tạo điều kiện cho mấy em có thu nhập ra vô, con cái như tiền trọ này nọ. Lúc mà mới bùng dịch đó thì em cũng định về quê, nhưng mà công ty hoạt động trở lại thì mấy em cũng mừng nên ở lại làm, chứ không có về. Đó là chia sẻ của chị Lý Ngọc Nữ, quê ở Vĩnh Long, trong những ngày đầu đi làm lại. Chị đang thuê trọ trên địa bàn xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức và đã có 9 năm gắn bó với công ty in Đỉnh Cao. Không riêng chị Nữ, đa số người lao động tại đây đều phấn khởi vì đã được làm việc sau thời gian dài tạm nghỉ để phòng dịch. Mới nghỉ có 2-3 tháng nay á, rồi giờ công ty được hoàn lại em vẫn mừng. Như lúc mình nghỉ á, công ty á cũng hỗ trợ tiền, sinh hoạt được cái này cái kia đó, rồi công ty hỗ trợ hết. Hồi đó tới giờ em làm 11 năm á, công ty hồi đó giờ em làm ở đây công ty á, cái gì cũng ấy hết trơn, gắt được. Gắt tốt như em làm công việc gì á, như mình thiếu hụt gì công ty vẫn hỗ trợ cho mình. Trước khi dịch bùng phát, công ty in Đỉnh Cao, vốn đầu tư của Đài Loan, có gần 200 người lao động, khoảng một nửa ở thành phố Hồ Chí Minh, còn lại đang tạm trú tại huyện Bến Lức. Hiện tại, tất cả công nhân được tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 và trong số này có khoảng 50% đã tiêm đủ 2 mũi. Những người nào tiêm được 2 mũi thì được vô làm thì khoảng là 50 người. Thì số còn lại thì một số ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và ở cùng huyện thì tiêm được một mũi thì họ chưa có cái điều kiện để đi lại làm việc được. Cảm ơn tỉnh ủy, ủy ban nhân dân thì kết hợp với các cơ quan xuống đây thì cũng tạo điều kiện cho công ty mình những cái gặp những khó khăn, những người tiêm một mũi thì sắp tới đây thì sẽ những người đó sẽ được tiêm 2 mũi. Thì cũng mong sao là để cho mình khống chế hết dịch để cho cả nước mình sẽ thuận lợi bình thường giống như là lúc đầu. Trước đây, huyện Bến Lức có khoảng 180 doanh nghiệp đăng ký hoạt động 3 tại chỗ với số lượng công nhân trên 10.000 người. Thời điểm này, Ban Quản lý Khu Kinh tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương khẩn trương phối hợp với các địa phương thẩm định để doanh nghiệp sớm khôi phục sản xuất. Trong đó, Bến Lức có hơn 240 doanh nghiệp được thẩm định. Số công nhân đăng ký làm việc trở lại, kể cả 3 tại chỗ, là trên 25.000 người. Hầu hết thì doanh nghiệp, công nhân ở đây họ rất háo hức cho làm việc. Bởi vì họ đã được tiêm mũi 1, tiêm mũi 2 cũng tương đối khá cao. Và không có tư tưởng muốn bao giờ. Theo chỉ đạo của tỉnh thì huyện với các sở ngành cứ tăng cường ngày thứ bảy chủ nhật luôn, cố gắng thẩm định cho sớm để làm sao là khôi phục lại sản xuất. Và tôi hy vọng rằng là với cái tình hình dịch của Long An chúng ta đang được đẩy lùi đó, thì đặc biệt là các huyện trọng điểm luôn đó có Bến Lức sẽ sớm khắc phục, khôi phục lại sản xuất để mà ổn định kinh tế, phát triển kinh tế từ nay đến cuối năm. Một số doanh nghiệp khi mà đã dưới cái phong tới đây là họ cũng rất quan tâm, họ cũng rất là kỹ trong quá trình hoạt động trở lại. Họ thực hiện ngoài cái được mũi 1, mũi 2 rồi, nhưng quan tâm, rất quan tâm đến 5K, đặc biệt là hợp đồng với y tế. Khi có tình hình dịch xảy ra là có kiểm soát dịch tốt hơn. Không chỉ tiếp tục ưu tiên tiêm phủ mũi 2 cho công nhân lao động, thậm chí là đối với người từ các địa phương khác đến làm việc nhưng chưa được tiêm vaccine, Long An còn chủ động thực hiện linh hoạt các biện pháp khi tình hình dịch bệnh COVID-19 có sự thay đổi nhằm đảm bảo hài hòa giữa khôi phục sản xuất và yêu cầu phòng chống dịch bệnh.